bình tĩnh sống, sống thật bình tĩnh và tận hưởng cuộc sống. Bình tĩnh sống xin chào các bạn. Và ngày hôm nay, Bình tĩnh sống sẽ gửi đến cho các bạn một trong những địa điểm tham quan lân cận khu vực thành phố Hồ Chí Minh và rất được nhiều người quan tâm. Đó chính là thành phố biển Vũng Tàu. Hiện tại thì Bình tĩnh sống đang đi trên đại lộ Võ Nguyên Giáp, là một trong những con đường rất là đẹp dẫn từ Bà Rịa đi đến thành phố Vũng Tàu. Đường thì không có rộng lắm ở khúc này các bạn. Tuy nhiên thì bài trí, trang trí của hai bên đường rất là đẹp. Ở chính giữa có cái dải phân cách thì người ta trồng rất là nhiều loại hoa, đặc biệt là hoa giấy. Nó sẽ cho một cái màu sắc rất là bắt mắt. Và đặc biệt là hoa giấy nó chịu nắng các bạn. Cho nên khi có ánh nắng thì là cái hoa giấy này nó nở rất là đẹp. Và hầu như là có hoa quanh năm. Vũng Tàu thì cũng không xa thành phố Hồ Chí Minh lắm các bạn. Nó cũng chỉ khoảng 120 cây số tính từ thành phố Hồ Chí Minh. Nếu mà đi xe hơi thì khoảng 2 giờ. Còn nếu đi Honda thì có khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ thì chúng ta có thể đến được thành phố Vũng Tàu. Các bạn có thể đi cao tốc qua quốc lộ 51, hoặc là các bạn cũng có thể đi ở Nhân Trạch Đồng Nai. Nó ngắn hơn nhưng mà thích hợp đi với xe máy hơn các bạn, bởi vì đường thì nó cũng chưa thực sự là thuận lợi lắm. Hiện nay thì đã qua xuân và cũng gần bắt đầu vào hè, cho nên Vũng Tàu cũng là một trong những cái địa điểm được mọi người quan tâm đến thăm viếng và vui chơi vào những cái dịp hè. Mùa nóng thì hầu như người ta chọn cái giải pháp là đi biển nhiều các bạn. Mà Vũng Tàu thì nó cũng tương đối là gần. Còn nếu không thì chúng ta cũng có những cái giải pháp khác. Đó là ở Phan Thiết nè, ở Nha Trang hay là ở Phú Quốc. Tuy nhiên đối với mình thì cái việc mà đi tham quan thành phố Vũng Tàu để tắm biển, ăn hải sản và sau đó trở về thành phố Hồ Chí Minh trong ngày thì mình nghĩ rằng nó cũng tương đối là phù hợp. Còn nếu chúng ta có thời gian thì có thể tìm những cái giải pháp khác nhau. Bây giờ đi vào cái con đường ở trung tâm dẫn đến thành phố Vũng Tàu rồi nha các bạn. Hai bên đường thì các bạn có thấy rất là nhiều hoa giấy không ạ? Đối với mình thì đây là một trong những cái con đường đẹp nhất Việt Nam đó nha các bạn. Chứ cũng không phải là chỉ riêng thành phố Vũng Tàu không ạ. Mình cũng đã từng đi khá là nhiều nơi. Tuy nhiên để có được một cái con đường đẹp như thế này thì chính quyền Vũng Tàu và bên quy hoạch đô thị của thành phố Vũng Tàu cũng đã chỉnh trang và rất là kỳ công cũng như tốn kém để mà mang lại một cái diện mạo rất là đẹp cho thành phố Vũng Tàu. Và mình đánh giá rất là cao cái việc này các bạn. Đường thì rất là đẹp luôn á. Có thể nói là đẹp còn hơn cả cao tốc nữa các bạn. Ở chính giữa thì có 4 lane đường 2 chiều các bạn. Còn ở trong thì có đường riêng cho xe Honda. Cho nên chúng ta đi những cái con đường này có cảm giác như là đường cao tốc. Nhưng thật ra nó cũng chỉ có tốc độ tối đa là 90 cây số giờ thôi nha các bạn. Chúng ta chạy quá cái con số này thì chắc là phải trả tiền phạt đấy. Ở Vũng Tàu thì đa phần các cái tuyến đường đều có gắn camera các bạn nhé. Cho nên khi chúng ta có vi phạm luật giao thông ở đây thì cứ về nhà và giấy báo nó sẽ gửi tới nhà các bạn. Wow, các bạn có thể nhìn thấy một cái con đường rất là xinh, rất là đẹp phải không ạ? Mình đi Vũng Tàu rất là nhiều lần các bạn, bởi vì nó gần thành phố Hồ Chí Minh á.
Và lần nào thì mình chạy trên cái con đường này, cái cảm giác nó cũng thật sự là phấn khích các bạn. Cũng muốn chạy, cái cảm giác nó nhanh hơn, nhưng mà mình cũng cũng sợ bị bạn, cho nên là cũng tuân thủ tốc độ. Tuy nhiên thì với cái con đường như thế này thì chạy còn sướng hơn cả cao tốc, cho nên hầu như rất là nhiều người khi đi con đường này đều có những cái vi phạm. Mình chạy 70, gần 80, nhưng mà cái anh trước mặt anh chạy hơn 100, và anh qua mặt mình rất là dễ dàng các bạn. Đó là thực tế ở trên cái con đường này, bởi vì nó quá đẹp, quá bằng phẳng và rất là ít xe cộ, cho nên làm cho người ta chủ quan các bạn. Với lại khi người ta lái trên con đường này, một phần cũng mất tập trung các bạn. Nhìn những cái cảnh hai bên đường nó rất là đẹp. Có khi người ta lại ngó đông ngó tây mà không nhìn về phía trước, không thấy bảng hiệu và cứ chủ quan với cái tay lái của mình. Thôi thì chúng ta quay trở lại với con đường nha các bạn. Ở đây thì cũng gần vào khu vực trung tâm rồi đấy. Các bạn thấy sao? Nhưng riêng với mình, con đường này là một trong những cái con đường thật sự tạo cho mình một cái ấn tượng và rất là đẹp trong suy nghĩ của mình. Ở đây là đường Baku các bạn, một trong những cái địa danh mà ngộ nghĩnh nhất ở thành phố Vũng Tàu, mà hầu như khách nào người ta đến đây người ta cũng thắc mắc. Qua khỏi bùng binh này thì kết thúc con đường thì chúng ta gặp cái tượng đài liệt sĩ các bạn. Tượng đài liệt sĩ cũng là một trong những cái địa điểm tham quan thú vị và rất được mọi người ghé đến để mà thưởng lãm mỗi khi người ta đến ở thành phố Vũng Tàu. Và đây, trước mặt các bạn đó chính là Đài Liệt Sĩ của thành phố Vũng Tàu. Một trong những cái địa điểm tham quan nổi tiếng ở đây. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đi ra biển nha các bạn. Biển Vũng Tàu hôm nay thì sóng rất là to. Thời điểm này thì tầm khoảng 12 giờ trưa. Và sóng thì rất là to các bạn. Mặc dù trời rất là nắng, sóng rất là to, tuy nhiên khi người ta đã đến Vũng Tàu rồi thì chắc chắn là người ta cũng sẽ enjoy với cái làn nước trong xanh và thỏa sức tung tăng bơi lội để mà tận hưởng cái không khí của thành phố biển các bạn. Có thể nói cái việc mà chúng ta bơi lội ở trong làn nước trong xanh với cái nắng, cái gió của biển và những cái cơn sóng xô bờ như thế, nó tạo cho chúng ta một cái cảm giác rất là thú vị các bạn. Cho nên khi biển mà có nắng và có sóng to thì mình nghĩ rằng nó thích thú hơn nhiều đối với cái việc mà chúng ta đi đến những cái vùng biển mà nó quá lặng. Thí dụ như ở Nha Trang, biển cũng rất đẹp các bạn. Cát rất là trắng, nước cũng cực kỳ trong, nhưng mà thiếu một chút những cái cơn sóng to. Cho nên người ta lại thích những cái điểm tắm ở Đà Nẵng hay là ở Phú Quốc hơn. Cũng chính là vậy. Bởi vì Vịnh Nha Trang thì nó được che bởi những cái ngọn núi các bạn.
cho nên sóng nó cũng không có vào được. Sóng có mạnh hay không là do gió, mà gió không có thì chắc là sóng nó cũng không nhiều. Ở kế bên thì nó có một cái công viên các bạn. Ở đây thì nó trồng những cái cây dừa và những cái cây bàng. Nhìn nó cũng khá là thú vị các bạn. Những cây bàng ở đây đa phần là những cây bàng non, mới trồng thôi. Nhưng nếu mà nó lớn lên thì nó cũng che được bóng mát rất là nhiều. Cây này thì nó phù hợp cho dùng khí hậu biển, nước mặn các bạn. Còn dừa thì có thể trồng ở bất cứ nơi nào, nó không có kén đất các bạn, đặc biệt cây dừa là vậy. Đây cũng là một trong những cái địa điểm thú vị để chúng ta có thể đi dạo biển và sau đó thì tắm biển các bạn. Nhưng mình cũng khá là tiếc, bởi vì khi họ quy hoạch lại cái biển á, thì họ làm một cái đường ven biển nó không được lớn các bạn. Chỉ tầm 2 đến 3 người đi hàng ngang thì nó sẽ chạm nhau rồi. Cho nên mình nghĩ nếu như cái đường biển mà nó rộng tầm khoảng 5 mét cho đến tốt hơn là 10 mét thì nó sẽ tạo ra một cái con đường ven biển còn đẹp hơn nữa các bạn. Đây là cảnh của buổi sáng sớm các bạn. Khi mặt trời vừa ló dạng thì rất là nhiều người đã tập trung ở bãi biển rồi các bạn ơi. Người ta thích tận hưởng cái không khí buổi sáng sớm ở biển. Cũng có một số người họ thích tắm vào buổi sáng sớm để không bị ăn nắng, không bị đen các bạn. Nhưng cho dù tắm sớm hay là muộn thì mình nghĩ rằng được tắm biển và được bơi thỏa thích cùng biển đó là một trong những cái đặc ân rồi các bạn. Có những người thì nhiều khi người ta không có điều kiện, không đến được những cái nơi này và người ta cũng chỉ nhìn biển thông qua báo chí hay tivi mà thôi các bạn. Có những người hiện nay như vậy đó. Biển buổi sáng chắc là do ít gió cho nên không có nhiều sóng. Bây giờ mình cùng ra biển nha các bạn. Khi vừa có nắng lên thì không khí biển nó cũng nhộn nhịp hơn do rất là nhiều người họ tập trung ở tại bãi biển này. Như mọi khi thì những cái hoạt động ở bãi biển giờ mỗi sáng thì rất là tấp nập các bạn. Rất là nhiều những cái mô hình dịch vụ đi kèm, chẳng hạn như là thuê dù, ghế. Đặc biệt ăn uống thì không còn nữa nha các bạn, bởi vì họ cấm những cái hoạt động ăn uống ở dưới bãi biển rồi.
trưa lên một chút thì bắt đầu có những cái cơn sóng rồi các bạn. Tuy không lớn lắm nhưng mà cũng đã có sóng rất là nhiều rồi. Xa hơn một chút thì có sóng lớn các bạn. Bây giờ là lúc mà người ta đổ ra bãi biển Vũng Tàu rất là đông các bạn. Toàn bộ khu vực bãi sau hiện tại thì đông nghẹt khách luôn. Mình đi tắm biển thì thích nhất đó là những cái cơn sóng nó xô bờ lớn như vậy đó các bạn. Cái cảm giác những cái cơn sóng nó đánh vào người, cái cảm giác rất là thú vị các bạn. Được chơi đùa với con sóng là một trong những cái điều hấp dẫn nhất khi chúng ta đến với biển khơi. Tiếp theo thì chúng ta quan sát từ trên cao nha các bạn. Toàn cảnh bãi biển, khu vực bãi sau của Vũng Tàu. Những cơn sóng bạc đầu các bạn, nhìn rất là thú vị và rất là đẹp. Các bạn có thấy thú vị không nào? Nhưng đối với mình, đây là một trong những cái cảnh rất là thú vị khi đến với thành phố biển Vũng Tàu, và đặc biệt là hòa mình vào dòng nước xanh trong, rất là mát mẻ, đầy thú vị của thành phố biển Vũng Tàu. Đó chính là một cái điều mà mình nghĩ rằng giá trị nhất khi chúng ta đến đây. Nhìn từ góc cạnh nào cũng thấy được cái đẹp hết các bạn. Đặc biệt là những cơn sóng liên tục xô vào bờ. Nhìn rất là hay các bạn.
Với góc quay này thì chúng ta có thể nhìn được toàn cảnh của khu vực bãi sau thành phố biển Vũng Tàu. Đối diện là rất nhiều những cái nhà hàng khách sạn lớn các bạn, những khu resort và những căn hộ condotel mới được mọc lên ở khu vực này để đáp ứng nhu cầu về tham quan và nghỉ ngơi của du khách gần xa. Tập tiếp theo, Bình Tĩnh Sống sẽ giới thiệu đến cho tất cả các bạn Hòn Miếu Bà, Núi Chúa, những cái cung đường đẹp ở bãi trước thành phố biển Vũng Tàu. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.